Thưa quý vị, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng bắt đầu phân luồng khách từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh kể từ chiều ngày 5 tháng 7 năm 2021. Theo đó, thì hành khách trên các chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh về sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ vào nhà ga bằng ô tô qua cửa A1. Sau khi phân nhóm về các khu cách ly y tế và nhận hành lý ở băng chuyền gần cửa A3, khách sẽ ra khỏi nhà ga qua cửa A3. Hành khách trên các chuyến bay từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ vào nhà ga qua cửa A2. Sau khi kiểm tra y tế và nhận hành lý ở băng chuyền gần cửa A4, hành khách sẽ ra khỏi nhà ga qua cửa A4. Được biết, tất cả khách từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến sân bay quốc tế Đà Nẵng đều được phân loại đối tượng và đưa đi cách ly theo quy định. Đối với khách từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng phân loại những khách nào về từ vùng dịch, căn cứ theo bản đồ COVID-19 của Bộ Y tế, phải thực hiện việc cách ly theo quy định. Những người khác không phải từ vùng dịch thì vẫn đi lại bình thường.